Kính chào quý vị khán giả và quý bà con. Ánh Nguyệt và Khánh Tường xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc, tối nay thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực liên quan đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Nhà khoa học và nông dân Lâm Đồng hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ bền vững. Đức Trọng, nông dân ứng dụng IoT vào quản lý sản xuất, bước đầu đã mang lại kết quả khả quan. Mô hình nuôi cá hô thương phẩm trong ao sử dụng thức ăn công nghiệp mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao. Tín hiệu vui từ việc trồng cây hồng đẳng sâm, loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Con số hôm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 12,5 tỷ USD. Chuyện nhà nông, lối đi nào cho nghề nuôi yến? Thưa quý vị và bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động tối nay, như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và quý bà con thân mến, cuối tuần qua, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo phát triển về kinh tế tập thể, nhà khoa học và nông dân Lâm Đồng hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ bền vững, với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, cùng hơn 200 đại biểu là các doanh nghiệp, nông dân trên địa bàn tỉnh. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian gần đây, trước nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng, đối với các sản phẩm an toàn, xanh, sạch và thân thiện với môi trường, nhiều tổ chức cá nhân đã tham gia vào các hoạt động đầu tư, sản xuất, nuôi trồng chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Và để các tổ chức cá nhân tham gia vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ và sử dụng sản phẩm hữu cơ, thì người sản xuất cần định hướng rõ thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ của gia đình, trang trại. Vì vậy, tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp đã chia sẻ những kinh nghiệm, phương cách sản xuất phân hữu cơ và kiến thức chuyển đổi cây trồng để mang lại năng suất chất lượng cho cây. Cũng tại hội thảo này, các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp cũng đề cập đến vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực thi các chính sách, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, hướng tới một nền hữu cơ bền vững. Hội thảo cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người nông dân nắm vững thêm kiến thức trong việc liên kết để sản xuất nông nghiệp và phương cách sản xuất phân hữu cơ sử dụng trong sản xuất, kinh doanh nhằm hướng tới một nông nghiệp sạch, bền vững. Thưa quý bà con, trong sản xuất nông nghiệp, bên cạnh việc chú trọng chuyển đổi sản xuất theo mô hình sạch, an toàn, thì việc ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ, trong đó có công nghệ thông tin, đang trở thành xu thế tất yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất. Đẩy mạnh chương trình này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đức Trọng vừa triển khai mô hình trình diễn công nghệ Internet vạn vật IoT vào quản lý sản xuất, bước đầu đã mang lại kết quả khả quan. Theo đó, Phòng đã đầu tư hai mô hình cho hai hộ nông dân ở thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh là hộ ông Nguyễn Dư Thủy trên diện tích 0,55 hectare và hộ ông Bùi Đức Thân trên diện tích 0,5 hectare. Tổng giá trị đầu tư mỗi mô hình IoT trong sản xuất nông nghiệp hơn 114 triệu đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ mỗi hộ là 57 triệu đồng. Số tiền còn lại, các hộ nông dân tự đối ứng. Hiệu quả ban đầu cho thấy người dân đã tiết kiệm được chi phí nhân công và vật tư nông nghiệp. Trong lúc năng suất và chất lượng cây trồng được nâng cao, thông qua việc tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng, giảm nhân công, giảm lượng phân bón bị rửa trôi, đo chính xác EC, pH của dung dịch phân bón hòa tan. Ngoài ra, nông dân vẫn theo dõi được tình hình cây trồng, điều khiển các thiết bị tưới và bộ châm phân thông qua ứng dụng điều khiển từ xa, qua điện thoại thông minh vào bất cứ thời điểm nào. Quý bà con thân mến, việc triển khai xây dựng mô hình IoT trong sản xuất nông nghiệp còn giúp nông dân làm quen và tiếp cận với công nghệ thông tin, để việc ứng dụng công nghiệp 4.0 trong sản xuất nông nghiệp thực sự trở thành xu hướng và mang lại hiệu quả kinh tế cao nông hộ. Đồng thời giúp phát triển nông nghiệp thông minh, sạch, an toàn, bền vững, góp phần xây dựng và củng cố thương hiệu cho rau, hoa Đà Lạt nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung. Chuyển sang nội dung tin tức về một số mô hình chăn nuôi, sản xuất đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, nuôi cá hô thương phẩm trong ao sử dụng thức ăn công nghiệp là mô hình thuộc chương trình phát triển các mô hình thủy đặc sản nước ngọt 2018 tại huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang. Sau gần 2 năm triển khai đến các hộ nông dân đã bước đầu mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao và có thể nhân rộng trên địa bàn, giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân. Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Dòng Riền đã tiến hành triển khai mô hình nuôi cá hô thương phẩm trong ao sử dụng thức ăn công nghiệp đến các hộ nông dân làm thí điểm trên địa bàn xã Hòa Hưng từ tháng 7 năm 2017.
Nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 60% chi phí mua con giống, 40% chi phí thức ăn, nuôi trong thời gian 18 tháng. Mô hình này thả 500 con trên 500 mét vuông. Bước đầu để hỗ trợ con giống thì 60%, còn thức ăn thì 40%. Cái chu kỳ nó là 18 tháng. Thuận lợi thì nó cũng dễ nuôi, mình ăn thức ăn công nghiệp, thức ăn nổi. Cho nó ăn cũng dễ, nhưng mà khó thì mình nuôi nó hơi lâu dài một chút. Theo đúng tiến độ 18 tháng thả nuôi, với 500 con thả nuôi ở mỗi mô hình sẽ đạt trọng lượng bình quân trên 2 kg một con. Sản lượng đạt hơn 1.000 kg, giá cá hô thương phẩm trên thị trường là 200.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí thức ăn, giống ban đầu, mỗi hộ nông dân tham gia mô hình có thể lãi trên 140 triệu đồng. Bước đầu mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao và có thể nhân rộng trên địa bàn, giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân. Xin được chuyển sang câu chuyện với con tôm, loài vật nuôi gắn bó mật thiết với vùng chăn nuôi lớn tại tỉnh Cà Mau. Thưa quý vị và quý bà con, áp dụng chương trình nuôi tôm quảng canh, cải tiến hai giai đoạn vào sản xuất là một trong những giải pháp từng bước giúp nâng cao tỷ lệ sống của tôm, tăng năng suất, hiệu quả của mô hình nuôi tôm sú quảng canh, đặc biệt là ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay. Trước đây, khoảng 1 hectare đất sản xuất, ông Lê Minh Kha chủ yếu nuôi tôm quảng canh truyền thống. Mỗi khi mua tôm giống về, ông thả ngay xuống ao. Nếu gặp môi trường biến động, tôm rất dễ thiệt hại. Hai năm nay, khi áp dụng quy trình nuôi tôm hai giai đoạn, nên hiệu quả nuôi tôm mang lại khá cao. Từ năm 2018, mô hình nuôi tôm quảng canh hai giai đoạn đã phát triển nhanh tại huyện Cái Nước. Khi thực hiện mô hình này, người nuôi lưu ý chọn mua tôm giống có nguồn gốc rõ ràng từ các cơ sở sản xuất đã được chứng nhận đảm bảo chất lượng. Mật độ ương phù hợp, ao đất 30 đến 80 con trên 1 mét vuông, ao lót bạc, bể ương 1.000 đến 2.000 con trên 1 mét vuông. Sau thời gian ương khoảng 20 đến 30 ngày tuổi, chuyển tôm sang vuông nuôi với mật độ 6 con trên 1 mét vuông nuôi tôm quảng canh, tôm lúa khoảng 3 con trên 1 mét vuông. Trong quá trình nuôi tùy theo từng giai đoạn phát triển của tôm nuôi mà sử dụng thức ăn công nghiệp có độ đạm và kích cỡ thức ăn phù hợp. Sau thời gian nuôi được 4 đến 5 tháng, tôm đạt kích cỡ khoảng 30 đến 40 con một ký thì tiến hành thu hoạch. Liên tục chương trình, tín hiệu vui từ việc trồng hồng đẳng sâm, loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao trên vùng đất Gia Lai. Con số hôm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 12,5 tỷ đô la Mỹ. Chuyên mục chuyện nhà nông, trăn trở câu hỏi lối đi nào cho nghề nuôi yến. Quý vị thân mến, khép lại câu chuyện về con cá, con tôm. Trong nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý bà con cùng tìm hiểu một mô hình sản xuất rất đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực cây trồng dược liệu. Quý bà con thân mến, hồng đẳng sâm được xem là loại dược liệu quý. Hiện nay, loại cây này đang được một số đơn vị nghiên cứu để phát triển thành vùng nguyên liệu tại Gia Lai theo hướng thương phẩm nhằm phục vụ thị trường. Mô hình đã được triển khai thí điểm tại xã Sơn Lan, huyện Cờ Bang và bước đầu cho thấy phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng địa phương. Đây là mô hình trồng thí điểm cây dược liệu hồng đẳng sâm rộng 5 sào của gia đình anh Phạm Văn Xây ở thôn Suối U, xã Sơn Lan, huyện Cờ Bang. Mô hình được triển khai từ dự án trồng hồng đẳng sâm thương phẩm do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cờ Bang hỗ trợ thực hiện từ tháng 11 năm 2018. Hiện nay, vườn cây đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Để trồng cây này thì tôi đã được đi học, cử đi học, cho đi học tập huấn và lên trên Kon Tum để coi là tham quan trực tiếp và về để làm. Đấy, được nhà nước hỗ trợ cho cái phân giống, hệ thống tưới nên tôi trồng được 3 tháng cây sâm rất tốt. Được xem là loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, theo tính toán sau 18 đến 24 tháng trồng, người dân sẽ thu khoảng 500 kg đẳng sâm trên một sào với giá bán 500.000 trên một ký khô. Cây hồng đẳng sâm có thể trồng trên rẫy cạnh những khe nước, cũng có thể trồng trong vườn nhà. Kỹ thuật trồng, chăm sóc khá đơn giản, rất phù hợp với phương thức canh tác của đồng bào. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 12 tỷ USD, đây là con số ấn tượng về giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm nay. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 4 năm nay ước đạt 3,4 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 12,5 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. 4 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nhận định chung trong 4 tháng, một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng khá ấn tượng, gồm cao su, chè, rau quả. Trong khi đó, các mặt hàng gạo, cà phê, sắn và sản phẩm từ sắn giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Quý vị và quý bà con đang theo dõi 365 ngày chuyển động, chương trình thông tin tổng hợp chuyên về nông nghiệp. Và nội dung tiếp theo, xin mời quý vị và quý bà con cùng đến với một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, trong chương trình ngày hôm qua, chúng tôi có phản ánh chuyện nở rộ nghề nuôi yến ở Lâm Đồng với sự tham gia của rất nhiều hộ dân ở nhiều địa phương trên toàn tỉnh, mang lại giá trị hàng trăm tỷ đồng. Thưa quý vị, nuôi yến là ngành sản xuất có giá trị kinh tế cao nhưng còn khá non trẻ và chưa được định hướng phát triển rõ ràng. Trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông hôm nay, chương trình sẽ tiếp tục phản ánh câu chuyện này nhằm đưa ra một góc nhìn để tạo lối đi bền vững cho nghề nuôi yến. Nhiều người cho rằng yến tự nhiên ở biển, đảo mới cho tổ yến hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt hơn yến nuôi trong nhà trên đất liền. Tuy nhiên điều này chưa hẳn đã đúng hoàn toàn. Thật lòng mà yến và không có liên can gì biển. Yến nó trú ngụ ở đảo Yến Nha Trang, đó là nó phù hợp là ở dưới là nước, ở trên là bóng tối và có đủ độ ẩm thì yến nó thích nghi nó ở. Còn thức ăn con yến là nó phải ăn ở đất liền, ở ăn những trên đồi núi, những cái cây đó có côn trùng. Mà tắm thì tắm yến nó tắm bằng nước ao hồ, uống bằng nước sương thì hoàn toàn nó không có liên can gì biển. Yến là một loài chim sống tự nhiên, chúng có thể đi xa hàng chục, thậm chí hàng trăm km để kiếm ăn. Do vậy, nuôi chim yến chủ yếu phải dùng đến biện pháp dẫn dụ, dùng máy phát tín hiệu để gọi chim yến về làm tổ. Vì thế mà việc nhà yến mọc lên quá nhiều trong khu dân cư làm dấy lên lo ngại của người dân trong khu vực về nguy cơ gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường sống. Bên cạnh cái việc thực hiện nuôi chim yến mang lại cái hiệu quả kinh tế cho các cái hộ nuôi chim yến, thì bên cạnh đấy thì nó cũng phát sinh một số cái vấn đề khó khăn. Một số hộ thực hiện cái việc chuyển đổi công năng từ cái việc cái nhà ở sang cái nhà nuôi chim yến thì cũng đang gặp khó khăn trong cả quản lý. Rồi cái việc liên quan đến âm thanh, môi trường thì cũng có một số cái ảnh hưởng đến các cái sinh hoạt của các hộ xung quanh. Tuy có nhiều trường hợp cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm từ nghề nuôi yến, nhưng phải thừa nhận một thực tế rằng nghề nuôi yến hiện nay vẫn chưa có quy hoạch, định hướng phát triển bài bản. Thậm chí công tác quản lý không biết làm sao vì yến thuộc diện chim trời. Việc nuôi theo phong trào mà chưa có định hướng phát triển dài hạn còn đặt ra nhiều thách thức về quản lý an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Tháng 4 năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Một số người hành nghề này cho rằng những quy định bất hợp lý gây khó khăn cho người nuôi dẫn dụ chim yến. Đến giờ này thì theo chỉ đạo của cái đoàn liên ngành thì yêu cầu Ủy ban xã Lộc Thành là không cấp phép, đề nghị là không cho xây dựng nhà yến trên địa bàn, với lý do là hiện nay thì cái nhà yến thì thuộc là chăn nuôi mà phải được tỉnh cấp phép, cái đó là cái khó cho địa phương mà cũng khó cho người dân. Thì gần đây thì Ủy ban xã cũng đang chờ Ủy ban nhân dân huyện báo cáo cho Sở Nông nghiệp Ủy ban tỉnh để có cái hướng tháo gỡ. Phải làm gì và làm như thế nào để nghề nuôi chim yến trở thành mô hình làm ăn bền vững, đem lại nguồn thu nhập lớn, ổn định cho người dân? Đây là vấn đề đang đặt ra hiện nay, do đó cần sớm có hướng dẫn cụ thể từ ngành chức năng, chính quyền địa phương để quy hoạch vùng, khu nuôi yến để tránh việc phát triển một cách tự phát, đồng thời có kế hoạch nghiên cứu chuyển giao công nghệ nuôi chim yến trong nhà cho người dân để nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngành nuôi yến. Nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin về cho chương trình, vui lòng gửi email về địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.